Đúng ba cái luôn. Bồi phải vậy chứ mới ăn được nó chứ. Ú, con này đủ chưa già mấy mới thả lông mà. Mình sẽ mày đổi đủ ăn không chừng hết luôn đó. Đúng thì đúng, hết mẹ. Hết luôn đi. Ăn cho đã, rồi đụng mấy con cua bắn nổ con mắt ghê vậy, giật đầu đi. Giật đầu nó chứ cái nổ luôn nữa. Mẹ mới giật đầu á. Lồi đi luôn vậy hả? Kem giật quá hết. Lồi lòng được trong mắt. Rồi đó, con này để nó thử rồi đó. Xong rồi đó. Con cua đã cố gắng hết chứ kìa. Ừ. Lúc này là lúc đi của nó rồi đấy. Má thấy nó đậu trên đọt trên dây điện mà đụ má đưa nguyên ức mà trời chạp bá nè anh luôn. Thế này rồi rồi xong rồi, mày đụ má mày hiểu cuộc đời mày rồi. Kia cụ cho nè. Đây ngoài trước khi qua cầu có cái chạy nhỏ nhỏ bên đầu cầu đóng cửa. Thì giờ nhổ lông đi đi. Đợi kiếm gì mấy lụm thiếu gì. Nãy tính vô chỗ mé mấy rừng cỏ bắn đụng mày thôi. Má con miếng ăn một bát quýnh chết luôn. Mấy con me quýnh đụ má không đường về luôn. Nhiều người bị quýnh lắm. Vô cái tụ má nó giết ngọt giết ngọt giết ngọt không giết ngọt. Nhiều người đụ má nó quýnh bệnh luôn. Trời ơi trời, 18 đi ngọt sớt luôn Ken. Nè. Thấy đạn chỗ rõ ràng. 18 bắn mấy con cu là banh chành. Chứ giờ bắn full bắn cái gì nhờ. Má bi bây giờ cũng hết nữa rồi. Lẹ lẹ đi Ken, đó dữ lắm rồi. Thì quân tăng là sống cái gì. Đủ mấy con này ăn chắc như con tu hú hổm quá bê. Nó xàm luôn. Mấy bữa sau mình làm tu hú mập thiệt mập vậy. Ừ, tu hú mới đã đó. Thằng con đó thôi. Không cần nhiều. Nè tu hú này trang nó nè, nhổ đi. Không được. Nó mập nó cái. Không. Cái được diễn biết cái tới mùa. Chúc mừng tu hú gậy chay trang nè. Già nghèo. Nhá con tu con cu mà nó già mà nó đỏ thịt. Con cu này bắn mà lẻo lẻo dễ chết được nữa. Nó thôi được con tu hú này. Thấy nó bay qua đó rồi tới. Già bả luôn. Xuống bông trời ơi đậu lên cái đấy. Vừa thấy nó bay xà đi luôn. Ở hướng này nè. Hai con bông một con đen bên đây. Ủa thấy nào nguyên cu mình không kêu. Con đen bay chà bá luôn. Tại vì cái đụ má nguyên rừng cây đụ nổ húng nguyên lá đi. Tại vì nó nắng quá rồi đó đủ kêu. Mà đi mày đột đột chắc chiều chút xíu nó túc lại ra. Nó thấy chưa? Nó kêu nữa kìa. Nó kêu nữa kìa. Cái ổ đó là ổ má phát hiện mà. Nó trước ăn đúng 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 còn. Rồi dưỡng đó rồi đứng đó cậu bay. Có đem cây xem mi tới được bắn cậu bay đó. Nó đó. Nó hai ba con luôn. Đường bò qua. Không được, không có đường đi. Đường gỗ, đường xe bò qua. Đường ra đó, chỗ nào có nhà có đường ra đó. Má, nhóc ở trường kìa thấy không? Má nó hội đó. Trời đó mà không ăn được nó cũng dở. Mấy con cu nhổ lông mau mà. Mới gặp nó thủ cầm lo chạy đây nè. Mới tốt thủ chạy đây thấy xong về luôn. Đụ má vừa thắng xe mới nghe nói đụ có tu hú kêu vừa thắng xe cái thấy đụ má vậy sạc sạc sạc. Con đen chỉ thấy mặn bông không thấy. Mà anh ngước thấy cái né qua né lại anh hút gió cho kia nó nghe nó không biết.
bấm camera một cái đụ má là vừa chồm tới lưu nguyên cái mình để cái bung gãy cánh nhảy vô con hú bông bậy lên. Con hú này bự cho bá mà biết đây toàn hú bự mà lâu gặp nó mà không túc đủ cái nền nó bay vòng 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 má chạy tới giờ luôn đâu có ra quay đâu bắn bậy nó la nó hội là bông sùm chân cái nhảy ra ngoài đóng gất con bông vô trong cái chùa anh leo luôn là biết cho nó đủ má điểm rồi. Hai mốt con à, 22 con tính cua còm nữa là 22 con đó. Ý mới bắn gần buổi á. Má ở chỗ này nhiều, chỗ này em làm em bắn gạch gạch làm 2 con, cái kém kia lại chỗ này làm 3 con. Ví dụ 5 con hết ngày làm thì chơi, ngày bắn thì chơi đó. Chạy dính mình cua cũng nhiều chứ tại mình biến bắn. Đường tôi sáng nhóc luôn kìa. Đừng có sang sáng quá cho cua luôn, bắn bóc 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 ôm bị bóng con vậy. Nãy nói chỗ nào, qua cầu nào. Nãy con nào mập mập không chứ bộ. Cua dòng mình cũng mập không chứ đâu có nào ốm đâu. Để nhổ tôi hú coi mấy viên. Trời ơi, má nặng, nè trắng bóc nè. Không thua gì tôi hú con mình đâu, biết, anh cầm lên anh biết. Anh bảo giảm với em luôn, không bao giờ thua tôi hú con mình. Nè, nhìn nè. Má trắng phao luôn Ken. Nè. Lỗ tai. Ở cái đít kìa. Đít mở kìa. Trời ơi, đứng sơ sơ đừng cho chín quá nó chảy mở hết. Tôi bắn rồi tôi biết. Tôi cầm lên là anh cầm lên nó rồi tới nữa rồi. Con này không thôi con Minh. Lâu lâu mang được con vậy. Lâu lắm. Lúc trước bắn nhưng mình được một lần. Nè, hồi nó anh sợ nó như cua cơm ha. Chơi con chuyện rồi. Trời ơi, đủ má, một viên. Ôi, hai viên, ba viên. Anh bắn 3 viên ra luôn, em không dính gì nữa đó. Không quay không à. 4 viên. Không quay luôn kìa. Nó mở quá trời nè. Con này đâu thua Minh. Để đỡ cho Minh, bên đây cũng có vậy. À, mấy như Minh ca, trời Vinh cũng có vậy mà. Tét da chứ, nó bắn sổ chứ. Má, còn nãy rớt cho con mi giang vậy nè. Ừ, trong này mập. Chỗ đó đủ trái cây luôn á. Thịt nhiều quá, bắn lẻo con bên đi luôn nè, giống như con này nè, bể bánh ức vậy nè. Không chết. Bánh ba vô xẻ cánh xẻ đuôi nó đá bị cản hả chát, có hai con chát bên thì Dương nhanh tay quất liền chứ để nó bay nhúc nhích nhìn tôi hú này trời mấy con nào mà em cầm lên mà nó đang chịch mà bóp vô mà nó tròn do là rồi gì không nè. Hồi đó bắn ngày được hai con cỡ này đi ăn cảnh. Tôi hú cái ha. Mặt liêu. Giờ mùa này vậy không? Con đực mà nó còn mập thì trời ơi, như con vịt. Cái dạ bụng nó kìa. Nặng. Má xỏ nguyên con nướng là vừa đúng bài rồi. Tôi hú ba một cái không nổi luôn. Mấy con này bự. Vô mùa nè, rớt hạt mưa nè. Chăm có là bắt đầu vài bữa nữa nè, coi đẻ nè. Trời ơi, đậu má, anh bắn gãy cánh nó rồi, bồi thêm 1, 2, 3, 4, 5, 6 viên luôn bơ cái anh ơi. Có trúng, em có bắn trúng cái gì nè. 5, 6 viên lận. Bồi chứ bồi mẹ nó đi. Con này bay gì nổi nữa bay. Móc quất, móc quất, móc quất. Rồi nó cắn chiếc queo chim con rồi cái anh. Thôi xử luôn đi. Ủa chưa mà, nó đeo ngoài thôi. Vậy không nuôi con sống đâu. Giúp, giúp cho con vé. Vậy nuôi con sống đâu. Trời ơi trời, đồ, má nó mập dữ gì trời. Nguyên liên khúc này mà được.